sẽ hân hoan tiến vào cùng Thánh, tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Maria, Dương Chúa Jesu trong đền thờ. Một hài nhi bé nhỏ đã được các cụ già đón nhận một cách rất thành kính. Ngay khi vừa lọt lòng mẹ, chú hài nhi đã được các thiên thần tung hô, các mục đồng đến viếng thăm và từ xa các nhà đạo sĩ đã đến tôn thờ và dâng lễ vật. Theo luật Môi-sen, cũng là tục lệ của người Do Thái, những người con trai được sinh ra, nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày bà mẹ phải đưa đến đền thờ. Trước là dâng con cho Chúa, sau là chính mình làm lễ tẩy uế. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy, theo luật Môi-se, cha mẹ Chúa Giê-xu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa. Dù Đức Maria và ông Giuse biết rằng trẻ Giê-xu là con Thiên Chúa, các ngài đã chu toàn mọi lề luật, như đã chép trong lề luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa. Dâng con trong đền thờ là để thánh hiến người con cho Thiên Chúa và cha mẹ có thể thế chân bằng cách dâng cúng của lễ như chim bồ câu hay chim bò. Thánh lễ hôm nay cũng còn được gọi là lễ nến vì ở nhiều quốc gia vẫn còn giữ tập tục có từ thế kỷ thứ 8 là trước thánh lễ có nghi thức làm phép nến và kiệu nến vào nhà thờ như cuộc đón rước Chúa Giê-xu là ánh sáng của muôn dân. Những ngày lễ quan trọng trong tuần: thứ tư ngày 5 tháng 2 lễ thánh Agatha Đồng Trinh Tử Đạo, thứ năm ngày 6 tháng 2 lễ thánh Phaolô Miki và các bạn Tử Đạo. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ với linh mục chủ tế. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh chúng con hồi hướng lại tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa thật xa truyền tung, tiếng người khen ngài khắp cõi lừng vang. Tay hữu Chúa đi hành công lý. Xin danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây 40 ngày chúng ta long trọng cử hành lễ Giáng sinh Chúa Giêsu nhập thể làm người xuống thế, và hôm nay 40 ngày Đức Mẹ theo luật định đã dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Đó cũng là hình thức để Thiên Chúa tỏ mình ra cho tất cả chúng ta. Thánh lễ này là còn gọi là lễ nến, hay chúng ta cũng cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu để giống như Chúa Giêsu được dâng mình trong đền thờ, thì các bạn trẻ nam nữ cũng sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa để trở nên ánh sáng cho muôn dân. Giờ đây chúng ta cùng xin lỗi Chúa và anh chị em để xứng đáng cử hành thánh lễ. Cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã mang tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa toàn Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an nơi đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, điệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Malakia. Này đây Chúa là Thiên Chúa phán. Đây, ta sai thiên thần ta đi dọn đường trước mặt ta. Lập tức, đứng thống trị mà các ngươi tìm kiếm đến trong đền thánh người. Và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước. Chúa cách đạo binh phán. Này đây người đến. Ai có thể suy tưởng đến ngày người đến và có thể đứng vững để trông nhìn người? Vì người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc. Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và của Jerusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Các cửa ơi, hắn nâng đầu lên, vươn mình lên hơi cửa ngàn thu, để vua hiền vinh ngài ngự qua. Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Đức Thiên Chúa dung lực hùng anh, Đức Thiên Chúa anh hùng đau chân. Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Các cửa ơi, hắn ngẩng đầu lên, vươn mình lên hơi cửa ngàn thu, để vua hiền vinh ngài ngự qua. Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Nhân vua hiền vinh là ai vậy? Đức Chúa Đào Thiên Binh, ngài chính là Hoàng đế hiền vinh.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của người mà người hủy diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, người nên giống anh em mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa. Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Ánh sáng đã chiếu soi các đường dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ông cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và đây ở Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi ông thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tới Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, vinh quang cho Israel dân Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cử hành lễ Chúa Giêsu dâng mình trong đền thờ, chúng ta cử hành mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu một lần nữa. Hay nói cách khác, qua tin mừng của Thánh Luca ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm, gẫm lại, nghĩ lại cuộc đời của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm nhập thể. Qua đó, chúng ta cũng học theo gương Chúa Giêsu để dâng cuộc đời mình cho Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, hẳn trong chúng ta đã xác tín rất rõ ràng Chúa Giêsu là Chúa. Tất cả niềm tin của chúng ta quy chiếu về Chúa Giêsu. Tất cả giáo lý của chúng ta là làm theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Và sức sống của chúng ta, niềm tin của chúng ta dựa trên nguồn ân sủng của Chúa Giêsu. Điều đó là điều chắc chắn của niềm tin của chúng ta. Thế nhưng có một điều rất đáng để chúng ta suy gẫm, đó là Chúa Giêsu là Chúa,
là đấng tạo dựng nên vạn vật và là đấng không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Thế nhưng mà Ngài chấp nhận làm thân phận con người trong một hoàn cảnh cụ thể, trong một đất nước cụ thể, trong một gia đình cụ thể, đó là gia đình thánh gia Giuse và Maria. Và hơn nữa, Ngài tuân phục luật lệ của một quốc gia, tuân phục theo giáo huấn tôn giáo của một quốc gia, đó là đạo Do Thái. Cho nên ngày hôm nay không là gì mà sau 40 ngày theo luật Mô-xê, luật được Thiên Chúa truyền cho Mô-xê, mọi con trẻ đầu lòng phải được dâng cho Thiên Chúa. Điều kỳ diệu hay điều chúng ta muốn nói ở đây, Chúa Giê-xu chính là Chúa nhưng vẫn được dâng cho Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa giống như bao nhiêu trẻ thơ khác, con trai đầu lòng được dâng cho Chúa như bao nhiêu người khác, nhưng chính Chúa Giê-xu chấp nhận một luật lệ này để cho chúng ta nhìn thấu vào mầu nhiệm nhập thể một cách khiêm nhường của Chúa Giê-xu. Ngài vượt lên trên lề luật, Ngài vượt lên trên mọi con người, thế mà Ngài vẫn chấp nhận để cho Giuse và Maria dâng Ngài lên đền thờ như một con người bình thường. Và đặc biệt hơn là ngày hôm nay được Thánh Thần thúc giục, cho nên ông Simeon bước vào trong đền thờ ngay lúc cha mẹ hài nhi đưa người lên đền thánh. Cho nên chúng ta được nghe phát ngôn của ông Simeon và cũng là một niềm xác tín vào Thiên Chúa. Bây giờ tôi tới Ngài sẽ ra đi bình an như lời Chúa hứa, vì chính mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ. Thế là chúng ta nhận thấy một sự giao thoa tuyệt hảo giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ông Simeon chưa bao giờ được gặp Thiên Chúa làm người mà được Thánh Thần xúc dục. Cả cuộc đời của ông phục vụ trong đền thờ và khao khát được thấy ơn cứu độ ấy. Và ngày hôm nay, Tân Ước là Đức Giê-xu, ánh sáng của nhân loại là Đức Giê-xu, ơn cứu độ của muôn dân là Chúa Giê-xu được gặp hay là giao gặp với lại một tâm hồn khao khát của Cựu Ước, đó là ông Simeon. Cựu Ước và Tân Ước hòa vào với nhau để rồi ông đã nhìn ra được ơn cứu độ. Chính mắt tôi không phải nhìn thấy một trẻ thơ khôi ngô tuấn tú, không phải nhìn thấy một em bé kháu khỉnh, không phải nhìn thấy chỉ là một gia đình hạnh phúc, một gia đình thánh thiện như bao nhiêu gia đình khác, mà tôi đã thấy được ơn cứu độ. Như vậy không phải bằng con mắt thể lý, mà chính con mắt đức tin đã làm cho ông nhận thấy ơn cứu độ, cho nên ông bình an để ra. Chúng ta còn nhớ lời bài hát, lời thiêng của nhạc sĩ Xuân Tưởng: đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, và cuộc đời con xin dâng cho Chúa, và xin cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Chỉ một lần thấy Chúa, chỉ một lần nghe được tiếng Chúa là tâm hồn đã được bình an. Và tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Chắc hẳn cuộc đời của chúng ta một lần, nhiều lần nhìn thấy Chúa, chạm tới Chúa và nghe được tiếng Chúa. Xin cho chúng ta cũng có được một tâm hồn khát khao đón nhận được Chúa như ông Simeon, để rồi chỉ một lần thôi nghe được tiếng Chúa, chạm vào trái tim của Chúa và nhìn thấy được Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, để chúng ta cũng phó dâng tương lai còn dài trong tay Chúa. Và như thế, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng bước đi trong bình an, thậm chí đón nhận cái chết, chúng ta cũng vẫn bình an như cụ già Simeon. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho đức tin của chúng ta, chúc lành cho những ngày tháng tới của chúng ta, để rồi mỗi lần dâng thánh lễ là mỗi lần chúng ta rước chính Chúa Giê-xu ngôi lời nhập thể vào trong tâm hồn. Như thế chúng ta sẽ được bình an trong Chúa. Amen.
Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng ngày Đấng Cứu Thế được Đức Maria và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Đó cũng là cách thức Thiên Chúa viếng thăm dân người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhất là các mục tử, biết luôn hăng say giới thiệu Chúa đến mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đây ta sai Thiên Thần đi dọn đường trước mặt ta. Chúng ta cầu xin Chúa dùng ánh sáng thần linh của Người xua tan bóng đêm tăm tối và soi dẫn những ai đang lầm đường lạc bước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ. Chúng ta nguyện cầu cho những ai đang trong hoàn cảnh đau khổ, muôn phiền vì đau yếu, bệnh tật và lẻ loi, đón nhận được tình yêu của Chúa và sự an ủi của những người tấm lòng nhân ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ. Xin cho nhiều bạn trẻ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, để họ sẽ là những sứ giả mang ánh sáng tin mừng cứu độ đến cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng đến cứu độ trần gian. Xin soi sáng tâm hồn chúng con và dẫn đưa chúng con đi theo đường ngay nẻo chính. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên phù uống thiêng liêng cho chúng con. Chúa cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã muốn con một Chúa dâng mình cho Chúa như con chiên tinh tuyển để thế gian được sống. Xin cho của lễ hội thánh đang hoan hỷ tiến dâng cũng được Chúa chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay con Cha đấng hằng hữu được dâng tiến trong đền thờ và được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Israel và là ánh sáng soi đường cho muôn dân. Vì thế, khi vui mừng nghênh đón đấng cứu độ, chúng con hiệp với các thiên thần và các thánh ca tụng Cha mà không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng từ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ mình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chế và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Timothy chúng con, các Đức Giám Mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được làm được ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Học theo gương khiêm nhường của Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau cầu nguyện với Chúa Cha trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đứng vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn nhân.
của đời con. Xin cho con được cùng Ngài thắp sáng cho trần gian. Giê-xu ơi, Ngài là ánh đuốc trong đêm trường, tình Ngài tỏa sáng khắp nẻo đường, dìu con đến bên bờ yêu thương. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về bên bình an. Trong cô đơn, lòng buồn heo hua bao sầu đau, con bơ vơ đời lạc loài biết cuốn trôi về đâu. Xin cho con một lần phó thác trong tay Ngài, tìm về cùng Chúa chính là đường, đường đưa đến suối nguồn yêu thương. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về bên bình an. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đáp lại lòng mong đợi của ông Simeon và không để ông lìa đời trước khi đón nhận Đức Kitô. Xin cho bí tích thánh thể chúng con vừa lãnh nhận kiện toàn ơn Chúa nơi chúng con, và khi đến ngày đi gặp Đức Kitô, xin cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.
trời đất. Thánh tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi, cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời. Khung ca dâng tiếng Mẹ thắm tươi ngàn thế. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.